Alo alo Mèo ơi, trời ơi anh mới khai trương cái quán cà phê giờ không mấy, bây giờ em qua nên ăn mừng khai trương nhanh đi nha. Ok luôn. Qua lẹ lẹ nha. A few moments later. Trời ơi, ủa Mèo em sao đó? Tự nhiên em đau chân quá à, anh cõng em đi. Trời ơi, tới khai trương người ta bắt người ta cõng rồi, thôi lên đi bà. Đây 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 đây, rồi lên này, lên. Trời ơi, khai trương bắt cõng nữa trời, rồi bây giờ anh sẽ cõng em vô quán cà phê anh. Đây, thấy không? Đó, rồi, đấy. Quán cà phê bé đi thấy chưa? Trời ơi. Thì hôm nay em cũng có món quà tặng anh để anh khai trương nè. Đâu đâu, món quà gì xem coi. Bó hoa nè, kích lợn nha. Ủa cái gì vậy em? Ủa gì vậy? Ủa đi khai trương người ta mà tặng hoa thì được rồi đó, nhưng mà hoa kích lợn là sao nhỉ? Hoa kích lợn thì nó may mắn lắm đó trời. Trời ơi, rồi tôi cảm ơn nha. Rồi, xí xì. Quán này bán gì vậy? Quán này xin giới thiệu với em thì đây đây là quán này chỉ bán duy nhất mỗi cà phê thôi, mà em thấy là cà phê đâu đó là 19 loại cà phê khác nhau lần đó. Rồi không có bán trà sữa hay gì hết trơn hả? Không, em cà phê đâu, em trà sữa chi, trà sữa cho nít uống chứ, cà phê là chúng người lớn ấy. Trời, mở quán không bán trà sữa thôi dẹp luôn đi. Ê cái gì vậy, đâm thọt vậy trời, quán này người ta thấy chữ cà phê không chứ phải là trà sữa nghe. Vậy thôi tôi không uống, về. Ủa gì vậy, uống người ta khai trương uống ủng hộ vài ly đi chứ. Dạ có trà sữa thì uống. Trời để cho từ anh thêm vô cũng được, làm gì khó khăn khách hàng gì đâu mà mở hàng người ta mà khó khăn quá ha. Mà nói thiệt bây giờ thật sự á, như em thấy bây giờ là bây giờ có mỗi ông pha chế thôi, cho nên bây giờ anh đang tuyển thêm một một bé nhân viên để rồi nó phục vụ giúp anh nè. Bây giờ mà anh đăng bài rồi mà tìm hoài không thấy ai đăng đầu, đừng chết đi nè. Tiệm này ai vô làm đâu trời. Ủa gì vậy nè, anh tuyển em đi. Cái gì, em ăn chơi ngủ không mà làm ăn được cái gì đâu mà. Thì em đang thất nghiệp đó, cho nên là anh tuyển em ơi để em có tiền mua trà sữa uống nữa. Tới ý là em bây giờ em muốn làm nhân viên quán anh đó hả? Đúng vậy. Nhưng mà em hay phá lắm, lỡ em phá thì sao? Trời ơi, người ta làm gì là nghiêm túc, không có phá đâu. Thế ok, thế cũng được, thế bây giờ ra đây anh sẽ bàn về vấn đề lương bổng cho. Rồi, như em thấy nè, trên tay anh có một cái ba lô tiền đó. Thì trong đây em đoán thử bao nhiêu tiền? 500 ngàn hả? Em ơi, nguyên một sóc này toàn là tiền chẳng không em. Xin giới thiệu em là 10 triệu đồng. Rồi anh cho em 10 triệu đồng này luôn. Không, ý là bây giờ thì nếu mà em làm tốt đó, thì một tháng anh sẽ gọi là như là tiền nhân viên cho em là 10 triệu đồng, ok không? Ghê vậy, thiệt không? Thiệt. Sao anh nhìn anh bằng nghèo như mình có tiền vậy? Trời ơi, tôi nghèo đó, hôm nay tôi mặc vest là tôi hiểu rồi, thấy không? Trời, tôi giỡn trời. Thì nói chung mà nhưng mà với điều kiện là em phải gọi là làm việc đàng hoàng, chứ không có việc mà em vô em ngồi em làm mà uống hết đồ ăn ở trong đây nha. Hiểu chưa? Phải làm chăm chỉ thì mới có 10 triệu nha, ok không? Ok, giờ anh cọc trước cho em 5 triệu đi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ủa vậy vậy, ủa trời, chưa làm mà đòi cọc trước cái gì vậy trời? Gia cảnh em nó hơi khó khăn chút, cọc đi. Thôi bây giờ em muốn khi nào làm, bây giờ làm luôn hay là ngày mai làm? Bây giờ làm luôn. Rồi bây giờ làm luôn thì đi thẳng rẽ phải, thay đồ giúp tôi rồi làm luôn nha. Rồi tôi sẽ kêu anh pha chế đây là giám sát cô nữa nha. Còn bây giờ tôi bận việc, okay. Tôi đi tí nha. Ok. Rồi gắng làm tốt đó nghe. 2 hours later. Bây giờ anh cho tôi địa chỉ đi, lát nữa tôi điều nhân viên qua, tôi cho qua cho hút gác chỗ nhà anh nha. Rồi lát nữa gặp lại ha, lát gặp lại ha. Anh Toàn ơi, anh Toàn. Ủa? Ai vậy? Trời, tôi ông nội tôi be đi chủ thầu đất quán cà phê này nọ, không biết tôi à. Trời đất ơi, lâu quá không gặp ai đâu mà nhớ. Về sau ra đây anh em mà nói chuyện cái đi chứ sao ngồi đó. Ra đây. Sao lâu quá không gặp, sao tóc tai đâu chân à chạy. Trời đất ơi, trời, giờ là xu hướng cái thời trang bây giờ là cạo bóng mà anh sao, bây giờ anh để tóc anh nhà quê rồi đó chứ. Ghê vậy. Chuyện là như vậy cũng thật nhanh, là bây giờ em mới gọi là thầu được quả đất kia. Cho nên là em cũng muốn kinh doanh một tí, là em có mới khai trương cái quán cà phê. Hả? Cho nên là bây giờ là cũng chưa có ai qua mà khai trương này nọ, thì em mời anh qua kiểu như là qua xem thử quán em ok không, cũng như là thưởng thức vài dịch vụ bên em đó mà. Giàu ác người ta. Giờ cái quán phê đó mở ở trung tâm thành phố hả? Không, mở trong hẻm. Rồi thôi gửi cho anh cái địa chỉ đi, rồi về rảnh rảnh anh qua anh ủng hộ. Cỡ địa chỉ đúng không, thì nó hơi khó khăn tí nha, 165/5 ngã 5 chuồng chó nha. Rồi mai đấy đó, chiều nay anh có đối tác thì hẹn qua đó luôn được không? Có đối tác luôn thì tôi qua càng tốt, nhưng mà nếu mà giờ anh qua thì anh qua mình nha, tại vì bây giờ em đang bận là em đi về hốt phân mèo một tí rồi thì em mới qua được nha anh. Ok, rồi vậy ha, rồi gì chứ gì chiều tối gặp lại. Dạ ok, em đi nha, em cảm ơn anh Toàn Zalo chị nha. 2 hours later. Ủa alo BD ơi, anh tới chỗ địa chỉ em gửi nè, cái tiệm cái quán mình đâu vậy? Coi anh chạy lên cái tầng 2 đó, nằm ở trên góc bên trái tầng 2 trong cùng anh ơi. Tầng 2, ok, anh đang dưới tầng 1 nè, rồi vậy để anh lên.
Trời ơi, cái quán trên lầu trên này hả? Trời đất ơi, đâu ta, cái quán nằm ở đâu ta? Trời đất ơi, ây da, ủa là cái quán cà phê bên đó đó hả? Có con bé nào nằm trên bàn mà làm gì kìa? Trời đất ơi, ủa sao tôi nghe BD giới thiệu là đây có con bé nhân viên dễ thương lắm mà ta? Trời ơi, để tôi hỏi thử thôi mọi người. Ủa em ơi, cái quán này phải của BD không? Dạ đúng rồi anh. Trời đất ơi, là em là nhân viên mới của BD, là BD giới thiệu em là em đó hả? Dạ đúng rồi anh, mà có gì không anh? À, không 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 có gì em ơi, thì BD giới thiệu anh qua đây để uống cà phê thôi. Vậy thôi cho anh gọi cà phê đi em ơi. Quán em có cà phê sữa, đá me, xí muội, cà phê đen, cà phê phân tròn, anh uống gì? Cà phê phân tròn hả? Thôi cho anh ly cà phê phân tròn mà dạng nóng nha. Rồi cho anh ly đó đi em. Dở lắm anh, đừng uống cái đó. Dạ. Ủa em có phải là nhân viên của quán này không vậy? Em là nhân viên nhưng mà anh đừng uống cái đó, dở lắm, uống cà phê sữa đi. Thôi cho anh cái ly như anh nói đi, anh coi thử cái quán của bạn anh mới mở rồi coi nó như thế nào mới được chứ. Vậy anh uống mà anh thấy dở anh đừng có chửi em nha. Con bé này nó sao đâu á ta. Rồi cứ làm cho anh đi. Gì trời, rồi anh kể em tí. Cái ông ngậu này cái gì đâu á, giống như đa cấp vậy á. Người ta kêu uống cái kia ngon hơn không chịu, uống cà phê phân tròn rất là đa cấp mà hấu nữa. Dạ anh ơi, cà phê của anh có rồi nè, anh vô đây lấy giùm em đi. Ủa em là nhân viên phục vụ mà em phải đem ra cho anh chứ, em làm gì kỳ cục vậy? Thôi làm biến quá à. Anh có tay anh có chân, anh đi lấy giùm em đi. Ok, cái con bé này thật sự là có phải là nhân viên không ta? Em có tên là em, anh báo cáo là cho chủ của em không? Ủa anh là đa cấp mà anh báo cáo chủ em là sao? Anh là có làm đa cấp đâu, mà sao em nói vậy? Nhìn anh y chang đa cấp vậy á. Tôi đường đường là tôi một giám đốc của một công ty mà cô dám nói vậy hả? Tôi sẽ mét chủ của cô nè. Trời chắc sợ quá à, khách anh á. Cô đợi ở đây. Đâu bé đi hả? Ủa sao đó anh? Sao em nói cái quán của em là mới tuyển bé nhân viên nó ok dễ thương lắm mà sao nó vô mà anh nó kỳ cục vậy? Ủa là sao, bé nó dễ thương lắm thiệt, nó dễ thương mà sao kỳ cục là sao anh? Bây giờ buôn bán mà nó ngồi nó xấu, anh nói làm đa cấp gọi gì nó kêu cà phê mà nó không bưng ra, xong rồi nó uống của anh luôn, uống của khách luôn. Trời ơi chết rồi. Thôi để em chạy qua liền anh chờ nó chút nha. A few moments later. Toàn ơi, em tới nè, sao đó anh Toàn? Trời ơi, em vô xử lý nhân viên nha. Nó vậy nó giống như là nó hơn bà chủ đây nữa rồi đó. Sao là chuyện như thế nào được, để em vô kìa. Ủa mèo, sao vậy mèo? Bây giờ ủa em đại em xuống em ngồi em nói chuyện với anh Tàn thôi, là vụ này như thế nào nè? Không, em thích đứng trên đây á. Ủa, em thấy do nhân viên của em ở đứng trên bàn vậy đó. Trời, ủa là bây giờ là công chuyện như thế nào mà anh Tàn nói rõ cho em cái để em biết cái nè. Thì chuyện lại gì nè, thì đó anh vô anh kia cà phê đúng không? Mà nó làm cho đã rồi, nó đứng vô nó xấu anh trọng á. Xong rồi nó không đem ra luôn, xong rồi nó uống liền của anh luôn. Trời ơi mèo, ủa có phải thằng trẻo mèo? Thì cà phê vỏ thì em nói là cà phê vỏ thôi, ai kêu anh kêu uống chi? Ủa trời ơi, quán mình khai trương bây giờ có người khách tới người ta uống mà sao tại em xem chơi vỏ, em chơi vỏ xong người ta uống được? Thì em chơi vỏ để cho người ta đừng có uống, người ta kêu cái món khác ngon hơn. Trời quá trời quá đất kìa, chết rồi mèo ơi. Ủa mà còn cái vụ mà em nói xấu người ta là sao, bây giờ khách tới thì nói xấu khách là sao? Thì không có đẹp đâu mà em phải khen ngọt. Trời ơi chết rồi, Tàn ơi em xin lỗi nha Tàn, có gì để em bảo vệ là nhân viên cho chết rồi. Còn sao mà em kêu em uống luôn cà phê của khách là sao? Ai kêu không uống chi nên em uống luôn. Trời ơi. Không thôi được. Dạ. Trời ơi trời. Ủa Tàn ơi, ra đây em nói nè Tàn. Nói gì? Trời ơi. Còn ủa em ơi, chỗ người lớn nói chuyện đi ra chỗ khác chơi nhanh lên. Bây giờ anh với em là đối tác lớn với nhau mà giờ có nhân viên nữa vậy đó là chắc là không hợp tác vậy đâu quá. Không anh Tài ơi, thì cái này là lỗi của em không ngờ là bé nó như vậy, nhưng mà chắc con bé kiểu như là nó tốt tính á, nó muốn anh kiểu uống cà phê nó ngon á, cho nên là ban đầu nó nói vậy mà kiểu như anh không theo ý nó, mà kiểu như bé này nó còn nít á, nó trẻ trâu á, cho nên đôi khi là nó nóng tính nó vậy thôi anh, chứ nó tốt tính lắm anh à. Nói chung là giờ anh em phải xử lý cái này cho nó thỏa đáng cho anh nha, chứ anh là thấy là không chịu đó. Dạ, có dạ, một lần dạ, nữa dạ. Là coi như là anh không có hợp tác nữa nha. Dạ dạ thì thôi thôi trước mắt thì anh cứ thôi coi như là em xin lỗi về cái vụ này, coi như là anh cứ ra cái địa chỉ mà em nhắn nãy đi, em cứ gửi tin nhắn cho anh nó ra ngoài, em có thứ bù đắp cho anh đấy, coi như là em bù lỗi này, ok không? Rồi ok gì cũng được. Dạ, tối nay là có ai ấy đó, vui lắm. Cái gì hẹn gặp nhau tối nay nha. Ok, tao gặp nha. Rồi, để em qua xử lý con bé này nhà em cái. Dạ. Rồi, em yêu ơi, bây giờ khách người ta về, người ta bỏ đi, người ta đồ hủy hợp đồng với anh luôn nè, bây giờ em tính sao? Thì hủy thôi, có gì đâu. Anh mà bây giờ người ta hủy anh là cũng như là tháng này em không có lương đó. Thì em nghĩ làm. Trời ơi, xin vô làm mà không có tâm mà làm vậy là chết, phá quán anh hay sao vậy? Tại vì anh bán đồ uống không có ngon thì anh cũng là không có tâm rồi, tôi có tâm là sao nữa. Nè nha, bây giờ tôi lần này coi như là tôi cảnh cáo cô nha, lần sau nữa là tôi đi đuổi việc cô thiệt đó nha, cho nên làm ăn cái đàng hoàng nha. Anh không cần cảnh cáo, tôi tự nghĩ. Cái gì vậy? Trời ơi, bà đòi nghỉ việc luôn hả? Đúng vậy. Rồi. Cha. Trời.
Chết tôi rồi các bạn ơi, vô phá quán tôi bây giờ là đồ nghỉ việc là sao trời.